bà con nông dân và các bạn nghe đài. Hiện nay thì rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và phát triển về phía Đông, đi qua cái khu vực các cái tỉnh Bắc Bộ, bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc. Gió mùa Tây Nam chi phối trên khu vực các cái tỉnh Nam Bộ có cường độ không mạnh. Dự báo trong những ngày giữa tuần từ thứ Tư đến thứ Năm thì cái rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì và di chuyển về phía Nam, kết hợp với cái hội tụ gió trên cao sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc Trung Bộ. Do đó mà các cái tỉnh này có mưa lớn diện rộng kéo dài từ nay cho đến hết ngày 12 tháng 6. Nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Thời gian mưa vào chiều tối đến đêm. Mưa lớn thì cũng cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở cái khu vực vùng trũng. Và mưa dông thì kèm theo tố lốc, gió giật mạnh. Trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thì chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với cái hiệu ứng phơn, cho nên là trời ít mưa và ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt xảy ra. Còn đối với các cái tỉnh Nam Bộ ở rìa xa phía Nam của cái rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, đồng thời thì gió mùa Tây Nam hoạt động không mạnh, nên vào những ngày giữa tuần là khoảng thứ Tư thì ở khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây mưa sẽ giảm, chỉ còn ở cái diện mưa rào vài nơi. Thời gian mưa thì muộn hơn về chiều tối, có nơi thì sẽ có cái mưa vừa và dông. Trong cơn dông thì bà con cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Sáng sớm thì nắng lên khá là sớm và kéo dài đến chiều tối, cho nên là cái cường độ nắng sẽ gia tăng nhanh vào giữa trưa. Trời khá là oi bức và nhiệt độ trong ngày sẽ có xu hướng gia tăng ở cái mức là từ 32 cho đến 35 độ. Có nơi sẽ trên 35 độ, nắng nhiều nên bà con mà làm việc ở ngoài trời quá lâu thì cũng cần phải nghỉ ngơi và bổ sung cái lượng nước đầy đủ để tránh say nắng xảy ra. Còn về đêm thì là trời ít mưa, nhiệt độ phổ biến ở cái mức là từ 23 đến 26 độ. Mưa giảm không kéo dài thì chỉ đến ngày thứ Năm thì mưa sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực các cái tỉnh Nam Bộ, vì có cái sự hội tụ gió sẽ hình thành ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam có xu hướng sẽ di chuyển về đất liền. Do đó mà trên cái khu vực sẽ có cái mưa rào rải rác, có nơi sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian mưa vào chiều tối và ban đêm. Ban đêm thì cái diện mưa có phần giảm hơn so với ban ngày, và trong cái cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Còn đối với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tuần thì biến đổi theo triều. Đến ngày 10 tháng 6 thì mực nước ngày cao nhất tại Tân Châu ở cái mức là 1m45, còn tại Châu Đốc ở cái mức là 1m55. Và từ tháng 6 cho đến tháng 10 năm 2022, đây là thời kỳ mùa lũ trên sông Mekong cũng như là đầu nguồn sông Cửu Long. Do đó mà cái đỉnh lũ năm nay 2022 thì tại đầu nguồn sông Cửu Long có thể là ở cái mức là từ báo động 1 và trên báo động 1. Đỉnh lũ thì khả năng sẽ xuất hiện vào khoảng giữa tháng 10, thấp hơn cái đỉnh lũ trung bình nhiều năm là từ 0,3 cho đến 0,5m. Đến những ngày cuối tuần thì cái rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ mở rộng về phía Đông, vẫn còn duy trì và hội tụ gió trên khu vực có phần suy yếu. Do vậy mà các cái tỉnh Bắc Bộ thì từ ngày 13 tháng 6 trở đi thì mưa giảm và nắng nóng sẽ diễn ra trên cái khu vực Bắc Bộ cũng như là các cái tỉnh miền Trung. Còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì ở rìa phía Nam của cái rãnh thấp và hội tụ gió ở cái vùng biển ngoài khơi phía Nam di chuyển về đất liền thì vẫn còn duy trì. Do đó mà mưa sẽ tiếp tục xảy ra trên cái diện là rải rác ở các cái tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa sẽ vào trưa chiều, chiều tối, còn ban đêm thì có cái mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày thì trời nhiều mây và trong ngày thì có lúc cũng giảm mây và nắng. Cái nhiệt độ trên khu vực có thể là sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ, phổ biến ở mức là từ 31 đến 34 độ, còn thấp nhất thì từ 23 đến 26 độ. Đến những ngày đầu tuần tới thì cái sự hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm, vì thế mà mưa trên khu vực sẽ tiếp tục giảm, chỉ còn ở cái diện vài nơi vào chiều tối cũng như là ban đêm. Ban ngày thì trời nắng nhiều trở lại. Với thời tiết này thì cũng khá là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tuy nhiên thì mưa vào chiều tối kèm theo cái gió giật mạnh, do vậy mà mọi người cũng cần phải đề phòng.
Còn đối với thời tiết vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau thì trong những ngày đầu cho đến cuối tuần thì gió Tây Nam ở cái mức là cấp 4. Còn từ những ngày đầu tuần tới trở đi thì gió có xu hướng tăng nhẹ ở mức là cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5. Sóng cao từ 0,5 cho đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang bao gồm huyện đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan thì gió Tây Nam ở cái mức là cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là dưới 1 m. Với cấp gió này nhìn chung cũng khá thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi. Tuy nhiên thì trên cái khu vực vùng biển có mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà các cái phương tiện tàu thuyền, ghe xuồng nhỏ thì cũng cần phải lưu ý. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.